Và chào mừng toàn thể quý khán giả, chúng ta sẽ đến với trận đấu tranh ba tư của giải bóng đá Bắc Á Banh. Cơ hội phản công dành cho chị Nga Thanh, rất nguy hiểm nhưng đó là phản xạ xuất sắc đến từ thủ môn bên phía giữa thủ. Cơ hội đối mặt, bóng vẫn còn trong cuộc. Đừng chuyền bóng, đây là cơ hội để đối mặt. Kiểm soát được trái bóng cùng với đó là hạn chế đi được những sai lầm giống như những đường truyền như thế này. Nhưng đường truyền hoàn toàn có thể trực vào vùng ngự của đối phương. Cơ vào. Cầu thủ Trí Anh Hoài Đức vẫn đang tỏ ra có tương đối nhiều những miếng đánh, những miếng phối hợp để đưa bóng gần hơn tới với khung thành của cầu thủ Trí Anh Hà Thành. Bóng sống chưa thể tiếp cận với khung thành của Trí Anh Hà Thành thì những tình huống đá biển, những tình huống cố định như này cũng sẽ được mở ra. Cơ hội. Cơ vào. Cầu thủ bên phía Trang Hoài Đức cũng đã lùi về rất nhanh. Một cơ hội, không bảo vệ nào theo kèm dứt điểm. Lần này thì bàn thắng mở tỷ số đã đến với Chi Nhánh Hoài Đức. Cuối cùng thì đội bóng đỏ cũng đã mở tỷ số trong trận đấu này. Bàn thắng mà có lẽ sẽ không có bất cứ một lý do gì để từ chối nữa. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Một pha bóng mà những hậu vệ bên phía Trí Anh Hà Thành họ đã thực sự quá thiếu đi sự tập trung. Nhận phải một trận thua ở trận đấu chạy 3 ngày hôm nay rất nguy hiểm. Liên tiếp lại câu trả lời được Trí Anh Hà Thành đưa ra. Tiếp tục pha chống biên nhịp nhàng. Căng ngang. Cơ hội và 2-0 dành cho đội bóng áo đỏ Trí Anh Hoài Đức. Đó là bàn thắng đến từ chân của Đức Chính. Thêm một lần nữa thì những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của Chi Nhánh Hà Thành bị cầu thủ Chi Nhánh Hoài Đức đánh vào. Và những lỗ hổng ấy chính là tử huyệt. Một tử huyệt đã chôn đi. Bàn thắng được ghi ở những thời khắc cuối cùng trong hiệp đấu đầu tiên. Dứt điểm, bóng đi vọt xa ngang khung thành. Qua người rất hay, tình huống tốc độ. Dứt điểm, không bảo. Tiếp tục là cơ hội được mở ra. Thêm một lần nữa thì pha dứt điểm vẫn mang tới một lực đi rất căng. Một cơ hội nữa. Dứt điểm vẫn không vào. Hiện pha bóng này sẽ là Đình Quảng. Từ phút không vào. Quả này bóng ba rồi thôi. Nhưng đường chuyền này là hơi tệ. 3-2 và đó là tốc độ. Tốc độ dứt điểm. Bóng bị vọt xa ngang. Đó là tình huống bóng rất tốt của thủ bên phía Chi Nhánh Hoài Đức, không vào. Khoảng trống tiếp theo, sút bóng. Thêm một lần nữa thì cầu thủ cùng chơi bóng rất gọn gàng. Dứt điểm rất nguy hiểm. Thêm một khoảng trống nữa được mở ra. Cơ hội nâng tỷ số 3-0, vẫn không được. Thêm một tiếng để mất bóng nữa và bây giờ là cơ hội được mở ra. Đối mặt vẫn không được. Dứt điểm. Bóng vẫn đi trên cầu dọc khung thành. Rất tốt. Dứt điểm. Vẫn chưa vào. Cố lên, cố lên. Là pha quay không thành công và đối mặt. Không được. Đi nữa đi. Đấy đây.
Và đúng này, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cũng đã vang lên. Xin gửi những lời chúc mừng đến với chị em Hoài Đức đã là những người giành được tấm huy chương đồng chung cuộc ở giải đấu năm nay. Còn đối với Bắc Á chi nhánh Hà Thành, một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi buổi tổng hợp trực tiếp trận đấu này, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau ít phút nữa để đến với trận chung kết của giải đấu Ngân hàng Bắc Á Bành mùa giải năm nay. Thank you.